câu cá mè. Bài mồi này để dùng cho câu ở trong hồ bình thường, các hồ câu. Công thức: mè, mè chua một bát, bát ăn cơm ấy, chỗ này hơi ít. Bún, bún tươi 2 kg, ớt tươi 4 quả như thế này, cà chua 1 quả, bánh gato 1 miếng, phải còn thơm tốt ăn được. Nước ngô nếp luộc 1 bát, tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 thứ. Bốn thứ này bỏ cái bánh gato ra, 5 thứ này: một ớt này, cà chua này, nước ngô này, mè, bún, trộn đều, xay ra thì tốt, xay nhuyễn ra, ủ 1 ngày đêm, 1 ngày đêm đem ra xay thêm cái bánh này vào, trộn thật nhuyễn, để thêm nửa ngày nữa là đem ra dùng được. Thế còn nếu là mồi lưỡi thì các bạn trộn cái hỗn hợp đã ủ này với một ít bột mì cho vừa đủ dẻo, mà cũng chỉ vừa vừa thôi, nhỏ chắc là được. Cho thêm, nhớ là khi mà mắc cái lưỡi câu vào ấy, thì nhớ cho thêm nó một hạt xốp kha khá vào phía sau, về phía cuối cái lưỡi câu, rồi hẳn bóp cái mồi bột này vào, vì bọn cá mè nó ăn nổi mà nó cũng không ăn mồi đâu, nó đi nó hớp, nó theo mùi của cái hỗn hợp này rất thơm thì nó đến nó lọc nước thôi. Thế nên nha, mình câu nổi cách mặt nước trừ từ 15 đến 20 phân là tốt, mà nên treo độ vài lưỡi thì khả năng cá mè cắn mồi là rất cao. Còn nếu như cái mồi này mà để câu chạm thì khỏi nói rồi, nó dễ hơn nhiều, vì cá mè vốn thích hợp nhất cho cái câu chạm. Cái này là các hồ câu dịch vụ là câu tốt lắm, các bạn làm đi, chúc thành công.